Chào các bác nhá, shop Tân Ánh chào anh em. Hôm nay shop làm video xin chia sẻ với anh em một cái cách, đó là chuyển từ cái sào gác vuông, sào treo chim, cái dạng sào rút sang một cái sào máy xẻ nhé, sang sào máy xẻ văn nghệ hay chuyên nghiệp thì đều dùng được hết nhá. Cái đây các bác nhìn, các bác đã thấy này, đây là cái sào rút inox, nhưng mặt này là mặt hàng này là mặt hàng đây 5m hoặc 6m, nhưng mà thường máy xẻ anh em sẽ dùng cái 5m thì nó phù hợp hơn, 6m thì nó hơi nặng, hơi dài. Cái dạng sào rút hoạt động như nào thì các bác nắm được rồi, mở khóa ra là lôi lên, xoay vào là đóng khóa. Đấy. Bây giờ ấy, mình sẽ làm một cái hệ thống, gọi là cái hệ thống để mình cắm que cuốn nhựa, cắm sào cuốn nhựa đấy. Đấy. Thì làm như vậy có nhiều cách làm. Trước này là số nào theo kiểu là làm một cái chữ y dài nhé, chữ y dài là hai que chìa ra ngoài này. Để mình cắm que vào để mình cuốn keo. Rồi cái phía sau này nó chìa ra sau ấy để cắm vào lỗ cột điện. Đấy là một cách. Hôm nay sẽ giới thiệu cho các bác cái cách này thì nó sẽ chắc chắn hơn. Nó rất là đơn giản thôi. Các bác đã có cái sào mà gác cung rồi ấy, các bác muốn chuyển thành sào máy xẻ ấy, các bác chỉ cần sào lên như này. Đây, sào thân dụng như này. Rõ không? Các bác làm thân dụng cụ này nhá. Đây tôi nói rõ cho các bác luôn để các bác nắm được dễ làm này. Các bác làm một khúc ống inox, khúc ống này là P22, các bác cắt 25 phân hoặc 20 phân cũng được. Ống này là ống 22 nhá. Đấy. Các bác hàn một cái đầu này vào đây và mới sắp đám chia ra phía sau để cái này nó móc vào lỗ cột điện này, để móc vào lỗ cột điện. Thế còn cái miếng thanh la bẹt này, thanh lập la bẹt này, thì các bác hàn cho nó vuông góc theo chiều mặt sau này. Để khi các bác mà đây, ví dụ như các bác có móc lên nó cột điện, tôi ví dụ như này, móc cột điện này thì cái thanh la này ấy, nó sẽ đỡ vào mặt của cái cột điện, là nó giúp cho cái sào của mình không bị tung, không bị lắc sang hai bên nhé. Đấy, không bị lắc sang hai bên. Và để cắm được cái sào cuốn keo nhé, thì các bác vào một cái khúc ống P16, cái ống P16 chừng hơn 10 phân, thì sau này các bác sẽ đấu cái sào mà cuốn để cuốn keo ấy, đó là P12. Thì các bác đấu ở đây. Đấy, đấu ở đây là đó là thành cái sào cuốn keo để các bác lấy xẻo nhá. Đấu vào các bác muốn nó chắc và không bị rung lên thì các bác siết ốc lại. Các bác làm ốc có tay công này. Siết lại. Rồi. Như này thôi là các bác đã hình dung ra cái ngọn trên của sào xẻ rồi nhá. Ngọn trên là sào máy xẻ rồi. Thì để nắp vào sào rút này thì các bác chỉ việc câu nó vào trên đầu thôi, chỉ việc cắm trên đầu này thôi, nó sẽ thành cái sào máy xẻ. Đây, đây rất đơn giản thôi, chào các bác nhá. Đây, thì với cái mà cái đầu trên của sào máy xẻ này thì các bác có thể là làm lấy cái này, các bác làm lấy hoặc là các bác nhờ thợ hàn, thợ cơ khí ở gần nhà các bác làm cho các bác được nhé. Và cái sào cuốn keo này cũng vậy, sào cuốn keo này mình khuyên các bác là nên làm một sào thôi cho nó nhẹ nhàng, đỡ vướng, nhưng mà phải làm sào kép, sào kép là thanh trên thanh dưới thì để chỉ nó bấu ở thanh trên, hoặc chân nó ngã đổ xuống ấy, thì nó sẽ khóa cánh xuống cái thanh dưới này thì nó sẽ chắc, đảm bảo là không bao giờ bị rớt chim nhé. Và các bác nên làm khoảng cách thì nó rộng như này, 9 tới 10 phân thì nó sẽ bị khóa cánh chim, nó hạn chế là khóa vào ngực, vào ức thì là lông tơ nó rút vào keo nhiều, nó nhanh hỏng keo. Các bác khóa vào cánh thì nó chắc chắn hơn và nó hạn chế rụng lông hơn. Thế đây là hướng dẫn cho các bác là độ một cái sào sào gác khu thành sào mới xẻ mà sào đơn có một que. Rồi các bác nào muốn làm sào kép với là sào ve kép, V mà V kép 2 cái ấy, sào V ấy, thì các bác thì thay đổi cái này một chút thôi, thay đổi chút đây này. Thì đây mình làm một ống ấy, thì mình làm hàm ở giữa, mình làm hàm ở giữa như này. Bây giờ mình sẽ làm cho nó hai ống, thì mình làm hàm hai bên nhé, làm hai ống các bác hàm hai bên. Còn ngoài ra thì cũng giống như vậy thôi. Đây câu hãm này, thì khi này là các bác sẽ cắm được hai sào cuốn keo nhé, cắm được hai sào cuốn keo.
thì sẽ tạo thành dây kép thành chữ V, và dây kép là thanh trên thanh dưới. Đấy, đây là tôi làm mô hình ở dưới này rất để cho các bạn dễ nhìn. Rồi, đây là xong thôi. Với cái mô hình xào V kép này thì đây còn rất là tiện cho các bác, là các bác có thể thay đổi được cái vị trí của góc của V, có thể các bác cho rộng ra hoặc là cho nhỏ lại thì các bác điều chỉnh nhé, thì các bác điều chỉnh được cái góc này. Đây, hôm nay có thể là rộng ra, và khi các bác xào di chuyển thì các bác khép nó lại các bạn nhé, khi các bác đánh thì các bác dương rộng ra theo ý thích của chơi muốn của mình. Đây, khi làm được thì các bác há móc lại là rất là đơn giản thôi. Đây nhé các bác nhé, đây về kép thì nhìn dưới cái này thì nó hay hơn, nó chắc chắn hơn được cái mẫu trước. Thế còn để đấu được cái sao này vào theo chim thì các bác chỉ việc thả đầu này vào thôi. Đấy, thả vào là xong đấy. Rồi, thả vào các bác cho nó sẽ hãm rồi. Đấy, ốc phải hãm lại nó chắc thôi. Các bác hãm chắc một chút để mình treo cho nó chắc chắn nhé. Rồi, thế là đã giới thiệu xong cho các bác cái cách mà chuyển đổi nhé, chuyển đổi xào gác cu, xào treo sim thành xào với sẻ nhé. Rồi các bác tham khảo, có nhu cầu cần tư vấn gì thì vui lòng liên hệ với lại shop nhá. Rồi, xin chào.